Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu tiếp cho các bạn một web. Đây là một web như kiểu một sàn giao dịch ấy. Thì web này nó có hỗ trợ Việt Nam và được rất nhiều cộng đồng người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước chơi rất là nhiều. Vì lý do tại sao nó chơi nhiều thì mình tí nữa mình sẽ nói trong clip. Cộng với web này thì thực ra nó cũng có lâu rồi, cũng có nhiều bạn biết rồi chứ không phải là ít ít bạn biết đâu. Nhưng mà ok thì hôm nay mình sẽ giới thiệu theo phong cách của mình. Ok. thì cái web này ấy, nó chính là bit này thì là thực sự là nó nói như nào nhỉ thực sự là nó uh, là một đồng coin thì các bạn phải vào coin market đây để xem giá của nó thì cái web này nó sinh ra cũng như là thời thì sinh ra của đồng coi đấy vào ngày 25 tháng 7 năm 2017 Thì lúc đấy nó mới mở bạn nó kết thúc phiên bản ACO thì nó mới có được được giá để lên sàn ấy Coi như là lên sàn con market này nó mới được có giá là 0.1 thôi Và sau đó thì đến nay ngày mùng 3 tháng 5 năm 2018 chưa đầy một năm nó là tăng 140 lần Đấy là chưa kể những cái lần nó tăng cao như thế này Tầng cao nó bay lên tận 21 đô nó bay thì mình cứ cho ở thời điểm hiện tại đi nó bay 21 đô nó tăng ngày 2 230 lần đấy thì có nghĩa bạn cứ tưởng tượng là ngày đấy bạn chỉ bỏ ra 0.1 đô thì bạn cứ cho bỏ ra một đô đi một đô thì bạn sẽ có được 10 10 cái đồng này luôn thì ở cái thời điểm cao nhất thì bạn sẽ nhân 10 đồng đấy là một đồng bạn có 22 đô vậy là 10 đồng bạn có 220 đô quá kinh đúng không <laughs> bạn bỏ một đô và trong đó chỉ vài tháng sau rồi đi là đầu tháng đầu đầu tháng năm đầu năm 2018 vậy là từ tháng 7 đến 20 khoảng độ uh, 72 chưa được lửa năm đâu 7 mẹ 8 1 9 10 1 1 2 3 4 có nghĩa là khoảng độ 5 tháng thì là tầm tầm 5 tháng mà bạn đã gấp như thế rồi vậy nếu như cũng người người ta bỏ vào đây là 100 đô thì vào đây thì sẽ làm sao quá, là tưởng tượng họ lên hai 100 đô thì 10 đô thì đã 200.000 rồi 100 đô thì là 2.000 đô rồi quá kinh đúng không đấy chính vì những cái thời điểm mà có những cái đồng ICO nó như thế này mà khiến cho cả người Việt lẫn người trong nước những người nước ngoài họ đổ xô nhau đi đấy là đây còn giá bitcoin này nó còn lên cao coi bài so với mắc so bitcoin đổ xô nhau thì săn kiếm những đồng ICO này để tìm kiếm những cái thời điểm mới đây là những cái thời điểm mà người Việt Nam cũng sốt sinh trình nên vì ICO như đây những cái đầu cuối năm 2017 và đầu năm 2018 khiến rất nhiều người sốt sinh trình nên về ICO thì thực sự là để mà kiếm được đồng như thế này thì nó cũng rất là hiếm chứ cũng không phải là dễ dàng gì đâu Ok thì cái sàn giao dịch này nhiệm vụ của nó là trao đổi giữa những cái đồng này và tất cả các đồng coi khác thì ở đây mình sẽ các bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ở đây phần này nó có hỗ trợ rất nhiều thứ tiếng đồng ra không gần như là nó không có gì là khó khăn cho các bạn cả cộng với lại nó rất được nhiều người muốn chơi chơi ở trên web này đâm ra nó cũng này nhiều vì nó là tiếng Việt đâm ra rất được nhiều người cộng đồng người Việt mình chơi ở trên web này ấy rất là lớn luôn. bạn gì này cho mình nhá. thì rất là lớn luôn chứ không phải là ít đâu. nhưng mà đắng. em cái nhầm. cái đắng này, đây là cái quét mà kiểu dạng như là cả... nếu mà các bạn là mới chơi, các bạn là biết về tài chính một chút ý, thì các bạn ấy chơi rất là tốt thì mình không nói. ô, quá nhiều lần đăng nhập sai thử hai giờ. ok, <laughs> mình tự dưng lại quên mất mật khẩu của mình. <laughs> Ok thì chả, chắc chắn cần phải đăng ký đăng nhập đâu thì uh, bởi vì cái này là sàn mà thì các bạn có thể vào đây phần cơ bản này. Thì trước đây mình cũng đã giới thiệu cho các bạn một web rồi thì web đấy nó cũng không hỗ trợ Việt Nam cộng với lại nó cũng không hỗ trợ đồng này. Thì thực ra nó cái phần này là mua và bán này. Thì bạn có thể mua bán ở đây tính toán ở đây số tiền giá Bitcoin như nào, giá riêng các thứ các bạn có thể tính vào đây thì nhập. Ví dụ bạn mua cái đồng này vào thì bạn mua bạn sử dụng đây là BTC nhá là Bitcoin ấy, thì giá của nó là tương đương một đồng là 0.0001 BTC tương đương cao thích ta một đồng của thằng này cao thế phải trưởng <laughs> một đồng thằng này là so với thời điểm này là nó cũng tương đối cao rồi cái mức giao dịch của nó đây các bạn có thể nhìn thấy giá riêng các thứ lên đổi cái này thực ra mình cũng không phải là một thằng chuyên nắm về kiểu sàn giao dịch này đâu vì thực sự là có một ông thầy ông đã Cái này nó giống như kiểu cổ phiếu Có một ông thầy ông đã từng nói rằng là À một học sinh hỏi ông thầy dạy cổ phiếu rằng là Thế thầy ơi bây giờ chơi mã nào là tốt Thầy thì thương nhiên là bảo là Tao mà biết mã nào thì tao đã không đi dạy mày <laughs> tao mà biết mã nào tốt thì tao không đi dạy mày cổ phiếu nó là một cái gì đó nó cực kỳ là khó chứ không nói là nói các bạn cứ nói là chơi nhưng mà thực ra nó cực kỳ là khó đấy chứ không phải là đơn giản và cái này cũng được rất nhiều các bạn đang ngồi chơi thì có rất nhiều bạn đã kiếm được rất nhiều từ những cái web như thế này nhưng mà có rất nhiều bạn cứ lao vào là lỗ thôi cứ lao vào là lỗ thôi và người Việt Nam mình cũng có rất nhiều người cũng bỏ kiểu như là thấy bạn bè giới thiệu vào chơi cái những đồng coi này chơi tiền ảo này cũng rất nhiều nhưng họ cũng đầu tư khoảng độ 6-7 triệu thì để vào chơi thì cũng 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 lỗ thôi mà trong cái đó ngày nào họ cũng phải dình canh kiểu giá lên xuống giá lên thì bán ra giá lên xuống thì bán ra vậy nhưng mà họ cái điều mà họ không 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 canh một phần là có nhiều khi họ lên ấy họ lại tham để gỡ lại những cái cũ họ lại không bán ra xong lại mua vào nói chung là nói chung là cái này nó giống như dạng cổ phiếu đưa là các bạn cứ phải suy, suy tính mình thì ở cái này mình không muốn dám nói nhiều cho các bạn về cách chơi bởi vì nếu mà nói theo kiểu dạng cổ phiếu thì mình thực sự ngày xưa mình đầu tư vào cổ phiếu mình chết nhăng răng ra chứ không phải đùa mình cũng không bây giờ mình cũng không muốn chơi cái kiểu cái này nữa nó chỉ mang yếu tố là giới thiệu cho các bạn thôi thì đây các bạn có bạn nào muốn thích chơi thì nào vào đây nó nạp thì nó cho các thứ nhất là thôi được rồi mình sẽ đăng ký lấy một cái mail vớ vẩn đi để nói cho bạn xem cộng với lại cho các bạn xem là hướng dẫn các bạn đăng ký luôn thì thực ra đăng ký cái này nó cũng dễ thôi nó cũng chả có gì là kinh khủng lắm ô em mai đã được đăng ký à? đăng ký khi nào không biết nhiều quá ok thì mình thử đăng nhập vào xem ok đấy đăng nhập được rồi đây là cái này nó bảo mật rất là tốt nói chung là sàn này thì nó quá uy tín rồi bạn có thể xác nhận fms và hỗ trợ của xác nhận fms này nó bằng ấy việt nam luôn có nghĩa là bằng số điện thoại của việt nam luôn các bạn có thể kích hoạt này đổi giữa các thứ kích hoạt tài khoản để kiểu dạng như bảo mật rút tiền và lạp tiền thôi nó dùng để cho xác minh các bạn để rút và lạp thôi thì đầu tiên ấy các bạn muốn chơi nó thì đương nhiên bạn phải lạp vào rồi cái này không phải loại chơi miễn phí thì bạn các bạn kích vào đây thì đầu tiên cái dòng đầu tiên là số dư nó sẽ biết được cái tài khoản của bạn là bao nhiêu thì hàng loạt đây đấy này thì chỗ phần này ấy, nó sẽ có ghi được hết các bạn muốn vào đồng nào cũng được đây tất cả à, muốn vào đồng nào thì vào đây thì ví dụ như mình chơi những cái quét này thì mình nói nó theo phong cách của mình nhá thì ví dụ như bạn đào được cái đồng ấy này này xmr này đúng không thì các bạn hỏi mình là luôn luôn hỏi mình là làm thế nào để chuyển được tiền về Việt Nam thì bạn đào được xmr thì bạn XMR đã chuyển được về ví rồi mà thực ra bạn cũng không cần phải chuyển về ví đâu mà nó bảo bạn uh, rút rút tiền ấy từ XMR thì nó sẽ cho các bạn 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 điền một cái khi bạn đủ min nhá thì bạn phải điền một cái ví của XMR này chẳng hạn thì đương nhiên bạn phải nhập ví đúng không thì bạn ấn vào gửi tiền cho mình này thì khi ở gửi tiền ạ thì nó sẽ cho bạn một cái ví là con đi có nghĩa là bạn sẽ được một cái ví luôn thì bạn copy cái địa chỉ ví này vào cái chỗ mà cho bạn rút thì nó họ cái chỗ phần bạn kiếm miễn phí hoặc bạn đào ấy thì nó yêu cầu khi bạn rút tiền về ví nào thì bạn thì bạn cung cấp cho nó một địa chỉ ví thì đây bạn dùng luôn đây là địa chỉ ví dùng cho payment ID nhé nó có hai loại đấy xác định gửi tiền đây này bạn dùng cái nó tùy thuộc vào cái chỗ nói chung là nó tùy thuộc vào cái chỗ đào của bạn ấy nó nó yêu cầu cái gì một là payment ID hoặc là địa chỉ ví một cách thông thường thì đây nó có thể ấn sâu cốt này nó tùy thuộc vào chỗ mà đào của bạn thì nó sẽ cho hai địa chỉ ví này thì nhiều cái nó bay bằng cái địa chỉ ID này và một cái nó bay bằng cái địa chỉ ví kiểu này nói chung là tùy vào chỗ đào của bạn. đấy là phương pháp của bạn nhé. sau khi sau khi đầu tư vào rồi thì có nghĩa là sau đó rút được rồi thì tiền nó vào đây rồi đúng không? bạn lên sàn giao dịch này, bạn sử dụng, bạn mình đã từng giới thiệu cho các bạn là bán bitcoin về tài khoản ngân hàng của Việt Nam. có nghĩa là bạn có bitcoin thì bạn có thể bán chuyển nó thành tiền Việt đúng không? thì bây giờ bạn dùng xmr, bạn mua bitcoin vào, thì đây nó đang là mua bl thì bán đi. thì bây giờ bạn đang có xmr nha thì cái để, để mình mình sẽ chuyển cái đây đây chuyển cái chỗ này nó cho các bạn thay đổi mỗi à cái thằng này nó chỉ cập nó sử dụng cái sao mình chợt quên đây là tăng giảm rồi tăng giảm mua bán PLC ô bình thường thằng này nó sẽ cho một bạn một cái để đổi giữa các đồng coin có nghĩa là ví dụ như bạn sẽ có mua vào thì cái chỗ btc này bạn có thể chuyển như bên sau eth này sao nó không shop với cái này là các chế độ để đặt mua thôi cái market shop như là cái keo kiểu là dạng đây là những cái chế độ để đã cho bạn đặt mua ví dụ bạn đặt mua theo phương thức của bạn ấy, số lượng bao nhiêu đấy có market là đặt mua theo giá của thị trường này còn shop như là cài đặt cái kiểu là đến đoạn nào thì bán ấy còn cái chỗ à đây à đây à đây à đây, à đây. <laughs> đổi đổi đây đúng rồi ví dụ cặp BTC ví dụ bạn kể x XMR đây bạn kích vào đây cho mình đấy bạn đã có XMR rồi đúng không nó chuyển vào bao nhiêu thì mình chưa biết thì giá của một XMR là uh, giá của một BTC từ giá của một đây một không phải sự không năm này BC thì tương đương với lại một XMR không phải không không hai uh, Bitcoin thì tương đương một XMR thì bây giờ bạn đang có XMR rồi thì bạn đang muốn mua bit uh, số lượng bạn muốn bán XMR ra để nhận vào cái bitcoin thì bây giờ bạn ví dụ bạn có một XMR gì, thì bạn sẽ nhận được 0.02 BTC đấy chẳng hạn thì bạn ấn bán thế xong thế nào khi đấy bạn đã chuyển được thì bạn đã có 0.02 BTC nhá thì khi có 0.02 thì bạn ấn rút tiền thôi thì chọn đơn vị cái này nó yêu cầu xác thực FMS thì tôi các bạn về xác thực ý. thì đây mình vào, ấn vào số, số dư cho bạn muốn rút tiền bạn phải xác thực thì có nghĩa là ở phần này là trên là có nghĩa là trao đổi luôn đấy thì bạn rút bắt buộc phải rút thì khi khi rút đấy nó sẽ đưa cho các bạn một cái ví à bạn nó yêu cầu bạn nhập một địa chỉ ví thì bạn nhập địa chỉ ví của mình vào mình vào thôi thế là xong thì riêng cái thằng này thì lại không 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 có không không không, không có Đấy, thằng nào nhỉ thằng bản thân cái thằng sàn giao dịch ở cái này luôn thì nó không cho so rút bạn đi đâu cả bcn ừ. cái thằng này nó lại không cho bạn này cái thằng này nó không hiểu sao nó lại đình chỉ cái thằng này đình chỉ không cho vào mấy thằng này đình chỉ các bạn để ý Nói chung là các bạn muốn có đồng coin nào vào mình chỉ lấy ví dụ XMR thì mình cũng tương đối đào XMR. Thì các bạn có thể ví dụ vào đây đổi ra Bitcoin, xong ấn vào rút tiền. Nhớ là khi rút tiền là phải có kích hoạt thế rút tiền đây, đây. Đấy. Thì bạn đây mình nó vẫn yêu cầu mình phải xác minh nhưng mà chưa mình chưa xác minh thì ấn cái địa chỉ thêm địa chỉ ví rút vào đây và khả dụng là bạn nhập cái số và bạn bao nhiêu vào đây thì đấy thì là rút ra thì bạn có thể nhập cái địa chỉ ví blockchain vào đây xong rồi rút ra đây hoặc trực tiếp nào đấy, ví dụ như là trực tiếp gửi lên một cái sàn nào đấy mà bạn muốn ấy. Không qua cần qua blockchain cũng được. Có nghĩa là bạn gửi trực tiếp lên một cái sàn nào đấy ở ở Việt Nam nó có một cái sàn để cho các bạn bán Bitcoin trên sàn đấy luôn để chuyển thành tiền về tài khoản Việt Nam luôn thì cái đấy cái web đấy mình đã giới thiệu rồi, các bạn có thể xem lại kênh của mình thì cái đấy là đây là phương pháp thường là các, các bạn dùng sàn giao dịch thì các bạn thường dùng để làm như thế hay hơn là việc các bạn đầu tư vào đây có nghĩa là các bạn đây này gửi tiền này kích vào phần gửi tiền thì hơn là việc các bạn là ví dụ như bạn có bitcoin rồi xong bạn đầu tư vào đây xong trên qua trên lại xong ăn lãi suất như giống kiểu như này là chờ mắc kích cao đấy ví dụ như bạn Uh, có Bitcoin chẳng hạn bạn uh, đầu tư vào đây là giá của nó là ngày đấy là 4.000 Satoshi chẳng hạn thì bây giờ nó lên khoảng độ uh, 0.01 rồi quá ấm rồi đúng không đấy ví dụ như là đầu tư như thế nhưng mà thường là có phải thằng nào nó cũng giống như thế này đâu mà ví dụ như bây giờ nó đang là 0.01 uh, hơn một đấy mà bạn nạp vào và bạn mua một đồng này chẳng hạn thì mai nó sụt xù xuống về chỗ... <laughs> về cái điểm này thì cũng chết Thật ra các anh em cũng nói chung là bạn nào giỏi thì thường chơi cũng tốt một số bạn ở trong group mình rất là giỏi phần chơi như thế này thì các bạn ấy thích chơi như kiểu này như hơn thì nó cũng hay còn mình thì mình khuyên các bạn là chơi một cách an toàn thì dùng nó để đổi các đồng tiền hay hơn đổi qua qua lại các đồng tiền ấy thì đấy là các bạn có thể đổi được qua lại các đồng tiền các bạn đào được cái đồng khác nhau nếu mà các bạn dình được thì lúc mà xmr nó lên giá ví dụ như là bạn có thể căn nhá đề đúng không? Thì các bạn có thể căn đây. Thì khi bạn đây là so sánh những đồng giá của đồng Bitcoin này, XMR nó lên 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 cao cao ấy thì lúc đấy là bạn có thể bán đi so với ngày xưa thì bạn thể lúc chờ lúc nó lên cao thì các bạn có thể bán đi để lấy lấy Bitcoin về rồi đổi đi. Đây một XMR có thời điểm nó lên cao là 0.03 đấy. Thì một XMR tương đương với lại 6 triệu, 7 triệu tiền Việt Việt rồi. Bây giờ nếu giá 9 thì 3 93 0.03 Giá bây giờ là 9 à? Phải không? Giá bây giờ phải 9.000 không nhỉ? Mình không nhớ rõ lắm giá Bitcoin bây giờ bao nhiêu Nhưng mà nếu mà 0.03 mà nhân với lại 9.000 93 27 Sao lúc kia nó 6 triệu nhỉ? Để mình nhân thử Nhưng mà thôi các bạn về về các bạn nhân cho mình để đỡ mất thời gian thì các bạn cái này là phần trên coi mà cái này cần phải tính toán rất là nhiều khi các bạn buôn buôn ra bán lại chứ không phải là cứ cứ thế ấn đặt lệnh là đặt đâu vì tốt nhất là cứ lên tính toán thật kỹ khi nếu mà đặt lệnh như này thì thực sự là nếu mà để nói về việc một quét trên coi làm như nào trên con này nó cần rất rất là nhiều kiến thức chứ không cần phải là chứ không phải là nói một cái vài phút mà có thể hết được thì chắc chắn vài phút mà các bạn làm được pro ở trên web này thì nó kinh khủng quá người ta giàu hết thử rồi thì cái mà mình muốn nói chốt lại ở những cái web như thế này là tốt nhất các bạn dùng để để đổi các đồng coin mà các bạn đã kiếm được nhé lưu ý là phương pháp của, của, mình là luôn luôn hướng dẫn cho bạn hướng theo hướng free và hướng cho bạn giảm thiểu rủi ro tốt nhất là anh em chơi không bị mất tiền đừng có mà đầu tư vào xong rồi lại mất tiền đi thì rất nguy hiểm tốt nhất là chúng ta chơi theo kiểu là miễn phí mà lại ngon nghẻ thì có nghĩa là chúng ta đào được cái đồng ở đâu đó tất cả các đồng trong danh sách này đấy, bất cứ các đồng nào đấy các bạn gửi tiền vào đây thực sự không cần gửi tiền vào đây cũng được gửi vào sàn nào cũng được nhưng mà sàn này nó là một cái, cái sàn ấy tùy các bạn chọn thôi thì tùy từng sàn nó có rất nhiều sàn khác nhau mà rất nhiều sàn nó lại hỗ trợ các đồng coi khác nhau thì cái sàn này nó hỗ trợ từng đồng coi này thì chúng ta gửi tiền vào đây thì mình lấy ví dụ nha Gửi tiền vào đây rồi xong nó đổi ra Bitcoin Từ Bitcoin bạn bán đi đổi ra thành tiền Việt Nam Thế thôi đơn giản cho anh em Hoặc là một số bạn Ví dụ thằng này nó có bán đó cũng ở đây ví dụ thằng này nó không cho vào đó chẳng hạn một số sàn nó cho vào đó một số sàn thằng này nó không cho vào đó chẳng hạn dog đó không có đó thật à doc là d cơ mà Ờ, không có doc được bnc luôn để không doc thật không có doc đấy ví dụ thằng này nó không hỗ trợ doc chẳng hạn thì doc các bạn có thể dùng cái faucet hot mình đang hay giới thiệu để chuyển là bitcoin được, Chả cần phải vào đến đây thì chờ thằng doc nó lên giá thằng faucet đấy cũng có cách hướng dẫn thì nó cũng đổi được nhưng không cần phải vào đến đây thì mấy cái đồng đấy thì ngon rồi không nói thì một số cái đồng nạ ấy, nó không hỗ trợ ở đây ấy, thì các bạn có thể dùng cái thằng này nhưng mà mình thấy thì cũng tùy từng bạn mới chơi những đồng lạ thôi thường thì tốt nhất là chơi những cái đồng nạ thì nó sẽ dễ dễ lên giá vì nhiều khi nó hay cắn thuốc nhưng mà những đồng nạ thì nó cũng hay bị bọn giá nói chung là kiến thức nó là mông <laughs> lung ở chỗ này ok để chốt lại ở web thì những cái web này thì mình nên khuyên các bạn nên chơi theo kiểu đấy có những cái đồng coi nào ở bên ngoài kiếm miễn phí xong rồi đưa vào những cái web như kiểu này rồi để đổi ra thành Bitcoin từ Bitcoin đổi ra thành tiền Việt Nam nếu như bạn nào muốn rút còn không thì các bạn dùng cái những cái đồng đấy bạn kiếm miễn phí vào rồi vứt vào đây để đổi qua lại coi như là mình không cần phải làm tiền vào đây nhiều bạn là phải mua ấy nhiều bạn là phải bỏ tiền Việt ra xong rồi mua Bitcoin ở trên mạng trong đó lại đầu tư vào những cái chỗ này để chơi rất nhiều anh em đầu tư khoảng độ 67 triệu vào đây để chơi cho kiểu như thế bạn bè nói ấy, thì thôi thì cứ nào vào 67 triệu rồi thế thế này thế nọ rất nhiều người Việt Nam chứ không phải là ít đâu thì có người thắng có người thua nhưng mà <laughs> cái giá Bitcoin thì ở đối với cái giá cái này là nó theo kiểu là chơi quốc tế rồi chứ không phải là tới ấy nữa thì nó việc lên xuống của nó nó không phải là do một mình Việt Nam có thể quyết định được nó có thể nó sự thâu tóm của rất nhiều quốc gia lớn như là Trung Quốc hoặc Mỹ thì nhất là thằng Trung Quốc thì nó thâu tóm cũng khác thì nó mang tầm ảnh hưởng rất là lớn, đâm ra rất là khó đoán đâm ra... Ok, à, thì chốt ở web này là như thế thôi Là để dùng để đổi các đồng tiền Đấy là lời khuyên của mình Còn rất nhiều bạn chơi giỏi thì bạn có thể chơi hay hơn Ok, cảm ơn bạn đã xem kênh youtube của mình Bạn nào chưa ấn subscribe, nhớ ấn subscribe ủng hộ kênh youtube của mình nhé Thực sự là những cái web như thế này thì mình không dám cho bạn những cái lời khuyên kinh khủng bởi vì đến bản thân mình đã từng chơi chứng khoán thì mình cũng đã chết dúi dụi ra chứ không phải đùa <laughs> mình không hợp với cái những kiểu như thế này ok cảm ơn bạn